nó phát hiện, không phát hiện u nấm mọi người. Đây. Búp 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 luôn mọi người. Ủa này mới lúc đất luôn nè. Đã hay chưa? Trời ơi nó mập. Ôi quá trời. Đây này này. Con chỉ đang nằm dưới nó ăn nè. Nó dài ra bên này đúng không? Nhiều ghê nè. Quá trời luôn. Ôi đã nè. Ôi nó còn dưới nó nè thấy không? Em moi cái đất lên nó còn nè. Đó. Trời ơi kìa. Ồ đã hả? Búp búp không? Ồ được cái này nãy nhổ được như đây hả? Đó. Cái này nãy nhổ bên kia nở. Nè. Ui nó cho bên này nữa nè. Ui nè. Búp búp không hả? Cái này nó dưới đất nè. Em búp cái tổng cỏ nó lòi lên nè. Trời nè. Ôi. Nhổ gốc này chắc đi hơn tí nữa. Có trời luôn. Cái bông chiếu này nó ăn rồi. Bên này lên cao rồi. Bên này có mấy cái dù. Hả? Chiếu nó đang này ăn. Cái ổ gần nhà mọi người. Chiếu nó đang ăn như này luôn nè. Rồi. Cái này cần bẻ mấy này đi cho nó gọn. Đó như trong luôn, đã kìa. Ừ. Ừ. Ừ, anh hai môi đó lú vào một cái nữa kìa. Nó nằm dưới đất á. Đá lên. Nó nằm dưới đất á. Ừ. Này nó còn lên nữa đó mà. Đây nắng quá nè, nó khô quá. Lấy cục đá lên nó ăn. Phúc quay cho bà xã Phúc nhỏ. Dạ. Thả Phúc nó là không biết quay, không quay được. Nhiều người hỏi là sao bà xã nhỏ mà Phúc quay nữa. Bây giờ bà xã Phúc không biết quay. Cho nên là nhưng mà nhổ này cũng dễ lắm mọi người. Cái này chỉ cần sắn cái cây xuống đất á, tại vì ở dưới là nó bọng mọi người. Cần sắn cái cây sắn nhẹ cái là nó lọt xuống rồi nãy nắm lên thôi. Cũng không khó. Với này với lại nhổ nấm riết cũng mê lắm mọi người. Mỗi lần nhổ nấm cảm giác mê lắm. Ôi chân nấm ở dưới này nhiều lắm nè. Quá trời luôn á. Thì chắc nó còn lên nữa. Mấy này dù đã kìa ha. Ôi chân nấm nè. Rất chân nấm luôn. Cái này mà mưa bữa nay nữa là ngon. Cái này nếu mà chiều mưa, nếu mà chiều mưa chỗ này lên nữa. Trời đã đây nè. Trời nhóc luôn nè. Này gần đường nên có tiếng xe, mọi người thông cảm nha. Này ở Đồng Nai mọi người, Định Quán Đồng Nai mọi người. Con chí nó xuống tới lòng đất nó ăn luôn nè. Nó chỗ nào có nấm là nó luôn. Còn cái nhỏ dưới này nữa nè. Bỏ đi nó bỏ nhỏ xíu nè.
Nhau bỏ đây nè, bỏ bỏ. Cho dễ. Này chắc tới chiều nó dù. Chiều là bung. Mập quá ha. Ừ. Không, cái này nhưng mà mưa cái cây nó mập hơn nữa. Mưa nó lên nhiều. Chỗ này mà mưa chắc lên rộng lắm. À, nhiều người hỏi là nếu mà nhiều người hỏi là nếu mà nói là đào như vậy á thì nó không còn mối, không còn nấm gì nữa. Nhưng mà thực tế là không phải nha mọi người. Ở đây là phúc sắn bằng cái cây bằng gỗ nha. Bằng cái cây nha, nếu mà sắn bằng cái cây này bằng sắt á thì hoặc bằng dao á, bằng sắt thì mối nó mới đi thôi nha mọi người. Còn này phúc sắn bằng cây thì mối nó sẽ không đi nha. Ví dụ như nó sẽ làm lại cái ổ chỗ này thì sang năm, từ đây cho tới năm sau thì nó đã làm xong cái ổ mối ngay chỗ này rồi mọi người. Đó. Thì có thể là năm sau nó sẽ không có nấm nữa, nhưng mà ổ mối nó sẽ hoàn thiện cho tới năm nữa thì nó sẽ có nấm. Tại vì nếu làm nữa ổ mới thì sẽ chậm có nấm đó. Nhưng mà có khi á, nếu mà nó không ở lại chỗ này nữa thì nó sẽ dời cái ổ qua kế bên đó, nó làm ổ sẽ ở là kế bên đó nha mọi người. Tại vì theo như Phúc hay đi lấy nấm á, thì Phúc thấy nó là như vậy nha mọi người. Đây nè, tại vì mọi người thấy nè, cái cây nấm nếu mà mình nhổ ngang thì nếu mà nhổ tới đây thì cây nấm nó sẽ không được bao nhiêu nha. Chủ yếu là cái chân nó dài, nó sẽ giòn nha mọi người. Cái chân là nó giòn nha, nó dài, nó nặng, cái chân nó cũng to này nè đó. Chẳng hạn như cái cây bự như vậy, nếu mà mình nhổ ngang thì nó sẽ chỉ được tới đây thôi đó. Còn cái gốc này rất là dài thì cái gốc nó rất là nặng ký nha mọi người. Cho nên là muốn có ký thì phải nhổ gốc, thì đa số là người ta nhổ nấm vậy không á mọi người. Bây giờ người ta thích ăn cái chân nó giòn hơn nha. Mềm hả? Đây con mớ nè. Mọc ngay bộ buông mọi người này. Ngay gốc cây buông luôn. Mũi quá. Mập ha, ú à. Nào mọi người xem cây đã không, ú à, dài ghê á. Mấy cây đó hơi là nặng ký lắm á. Hai đứa con gích luôn. Đây.
Này dục dù qua đây anh bớt tắt cho. Mập ngay lắm, dài gì đã không? Ừ. Mập mập không? Ừ. Ông cây này bị con gấm cứu nó ăn mà. Nó ăn mất đi cái đỉnh này. Mất đỉnh. Còn cái chân. Chân này giòn lắm. Tóc nó khô nó cũng dễ ấy ha. Nó không có bị dính chèm nhẹp như bữa mưa, cái sình nó dính nấm dữ lắm, nhưng mà khô vậy thì nóng nó lên ít. Gãy chân rồi. Cái này dễ gãi. Ủa cái này bị, ủa cái này mục cái chân rồi. Trời ơi, còn meo quá trời luôn. Lắc lắc lại. Cái này để lắc đem vô làm đất đi. Mở đây, lắc đem vô làm đất. Cái nó còn. Còn. Mẹ nhổ nấm, con ở trong nhà đi, ra đây mũi. Chừng mũi cắn nha. Đây gần nhà mọi người. Nãy đi ra ngoài đây, mới đi qua bên này đường cái thấy cái ổ này. Búp không? Có cái đó dù ha? Ừ. Dù đẹp luôn. Dù đẹp luôn. Trắng nõn luôn. Còn cái nào nó lúc ấy bên kia nữa kìa, còn bên kia kìa đó. Ừ. Trong bụi cây. Cây cũng thấy. Ừ, không thấy nè. Trời ơi, cái này nó mất đỉnh luôn rồi. Ôi ôi. Còn kiến quá trời. Mà kiến này không cắn. Nhiều quá mẹ. Ừ. Lấy đi thích không? Cái này ha, bén trăm chục ngàn luôn. Chừng mũi nha. Dạ, con nhúng nhích mũi không nó cắn. Dạ này. Nhúng nhích đi này. Rồi, hết. Hết. Cái cuối cùng. Cái cuối cùng. Nhổ xong ha, ổ rồi mọi người. Đây đây này, bật gom hết vô bọc đi. Nó bật cái này. Gom từ từ cái chân giải nè. Có chân giải hả? Ta giải luôn, khỏi bán luôn. Ừ. Đây. Đây. Nếu ba mẹ đi giao nấm con ở nhà. Đó, anh hai bỏ vô cho mẹ. Mẹ, nếu ba mẹ đi giao nấm con. Ở đây đem cho mẹ bỏ vô đây.
đường tới đây không? Tại hai không biết đường con. Trời. Dẫn thầy đi tìm. Trời ơi. Được quá trời luôn rồi. Đó. Hồ búp búp không? Đã. À. Bạch luôn. Chắc được ký mấy á. Rồi giờ mới nhổ xong ụ nấm rồi mọi người. Đây. Được như đây nha. Thì Phúc kết thúc video đây nha. Nếu mà chiều nay Phúc đã có đi lụm được nhiều nấm nữa thì Phúc sẽ quay cho mọi người xem nha. Thì mọi người cảm ơn mọi người đã theo dõi kênh. Mọi người cho Phúc một like, một lượt đăng ký kênh nha. Để mà Phúc đi Phúc quay những cái về hoang dã đẹp hơn cho mọi người xem nữa. Thì cảm ơn mọi người rất nhiều. Bye bye.